Xin chào các anh chị và các bạn, tôi là Trần Quang Huy. Xin chào các anh chị và các bạn, tôi là Trần Quang Huy. Tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc cũng như là kỹ thuật nuôi tôm. Thì hôm nay Huy rất là vui, Huy muốn gửi đến các anh chị một cái chủ đề, đó là kỹ thuật nuôi tôm sú thiên nhiên. Như các anh chị đã biết thì tôm mà thiên nhiên thì ăn rất là ngon, phải nói là như vậy. Tại vì khi mà chúng ta nuôi tôm thì tôm nó ăn tất cả những cái gì thiên nhiên ở trong ao, như là tảo, phi sinh vật phù du, hay là những cái thức ăn trôi nổi ở trong nước, những cái mùn bã hữu cơ. Thế như vậy con tôm mà khi mà các anh chị được ăn con tôm thiên nhiên này, con tôm rất ngon, thịt rất là dẻo, màu sắc tôm thì rất là đỏ, và phải nói rằng là mềm. Con tôm này rất là ngon. Nếu mà ai đã ăn tôm thiên nhiên thì phải nói là một điều tuyệt vời. Thì để mà chúng ta nuôi được một con tôm thiên nhiên mà có giá trị kinh tế, có nghĩa là khi chúng ta thả nuôi, khi chúng ta đầu tư nuôi thiên nhiên, thì làm sao để có kết quả tốt nhất, thì đó là vấn đề mà chúng ta cần phải có cái kỹ thuật nuôi. Như vậy, cái kỹ thuật nuôi nó đi từ cái khâu chuẩn bị ao nuôi, từ cái khâu chuẩn bị nước, cho nên nó rất là quan trọng. Và suốt trong quá trình nuôi, chúng ta nên làm điều gì? Từ cái việc chuẩn bị ao nuôi, từ chuẩn bị cái việc các anh chị chọn con giống như thế nào, và làm như thế nào để cái hồ nuôi mình nó thật là tốt, không bị những cái con địch hại mà nó ăn cái con tôm ngay chúng ta, ngay từ lúc chúng ta thả nuôi. Như vậy hôm nay Huy mới gửi đến các anh chị những cái chi tiết rất là cụ thể, từ cái khâu chuẩn bị đến cái khâu trong suốt quá trình nuôi, để các anh chị đó có một cái vụ mùa thu hoạch thành công. Thứ nhất, các anh chị phải chuẩn bị làm sao cái ao nuôi của mình nó được phơi khô rất là sạch sẽ. Các anh chị hãy lấy hết những cái xác tảo này, những cái mùn bã hữu cơ mà nó làm cho cái hồ của chúng ta bị lúng, có nghĩa là nó bị hôi thối, khí độc rất là nhiều, thì nó dẫn đến tình trạng là khí độc nó lên cao và rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe tôm, và tôm có thể bị hao hụt đầu con. Cho nên các anh chị hãy phơi khô và đánh vôi xuống ao nuôi, số lượng vôi có thể là 1000 m², các anh chị đánh có thể 3-4 bao là đủ, và sau cái đó các anh chị phơi khô. Nếu như các anh chị cảm thấy rằng cái hồ nuôi của mình qua rất nhiều vụ nuôi và nó còn cảm giác là nó hơi bị thối ở dưới đáy hồ, thì có thể các anh chị là bơm bỏ cái bùn nó đi ra bên ngoài nhưng mà vẫn còn mùi hôi, thì các anh chị có thể dùng những sản phẩm vi sinh dạng hạt. Các anh chị cứ lấy nước vào xíp trong cái khu nuôi của mình và rải vi sinh khắp cái khu nuôi. Có thể là dùng, các anh chị dùng 1 kg để đánh cho khoảng 1 hecta là bình thường. Thì nó giúp cho cái hệ thống vi sinh vật ở dưới đáy ao nó phát triển tốt lên, và từ đó nó, đáy hồ nó được phục hồi và nó không còn hôi thối nữa. Từ đó các anh chị mới bắt đầu cấp nước vào ao nuôi. Thì cái việc cấp nước vào ao nuôi thì các anh chị cũng phải làm theo đúng cái quy trình. Thông thường thì chúng ta không thể nào mà dùng máy bơm để chúng ta bơm vào, tại vì chi phí nếu anh chị bơm vào nước từ ngoài sông vào ao nuôi sẽ vô cùng tốn kém. Chính vì vậy các anh chị chỉ làm một động tác là làm cái cống và dỡ nắp cống lên thì nước nó đi vào trong ao. Nhưng mà nếu các anh chị dỡ nắp cống đi nước vào trong ao thì nước nó sẽ là rác nè, rồi những con cá lớn nè, mọi cá này rất là hung dữ, rồi cua nè, rất nhiều loại khác nữa, mà đi vào trong ao các anh chị, thì sau này các anh chị thả tôm xuống thì tôm nó sẽ ăn tôm hết, cho nên số lượng tôm mà sống sót không còn bao nhiêu. Chính vì vậy các anh chị phải có ít nhất 2 cái tầng lưới. Tầng lưới thứ nhất là cái tầng lưới có lỗ lớn hơn để cản những cái rác, như là củi rác hay là những cái loại lớn, hoặc là cua hoặc là cá lớn từ ngoài sông nó vào để cản lại. Và qua một lớp thứ hai, đó là lớp lưới mịn hơn để nó cản những con cá nhỏ hơn, và cản có thể là rong rêu nhỏ hơn, thì từ đó nước vào trong ao nuôi chúng ta nó sẽ sạch hơn rất là nhiều so với cái việc mà các anh chị để thiên nhiên. Và một cái điều nữa Huy cũng rất là cần giúp các anh chị là các anh chị nên diệt khuẩn ngay từ khi nước nó vừa vào trong ao. Thì cái việc này thì ít ai mà làm, thì Huy cũng khuyến cáo các anh chị. Các anh chị rất là đơn giản, hãy dùng một cái thùng phi rất là lớn để trên bờ hồ, và quậy cái sản phẩm là nó có một cái sản phẩm tinh dầu, đó là Hertide, có thể diệt hết tất cả các khuẩn trong nước các anh chị, có thể diệt hết các cái ký sinh trùng trong nước. Ký sinh trùng rất là nguy hiểm cho tôm, vi khuẩn rất là nguy hiểm cho tôm. Quậy vào trong cái thùng nước ngọt đó, và các anh chị mở cái van ra,
nhỏ để nó chảy nhỏ giọt cùng với cái nước các anh chị lấy từ cống vào, nó sẽ pha đều cái nước và nó diệt khuẩn rất là nhanh chóng. Thì cái việc diệt khuẩn này chỉ trong vòng 2 ngày là các anh chị có thể là cấp nước, có thể là thả tôm được rồi. Các anh chị đừng có để là quá lâu, tại vì nếu các anh chị để nước quá lâu nó sẽ dẫn đến tình trạng là cá nhỏ hoặc là trứng nó nở ra thành con, và cái con này nó lớn lên thì khi mà chúng ta thả tôm xuống nó ăn tôm của chúng ta. Chính vì vậy khi nước lấy vào đừng để quá lâu, quá 3 ngày, không để quá 3 ngày thì chúng ta thả tôm ngay. Làm sao làm con tôm nó phải lớn nhanh hơn kích thước của con cá hoặc là những con khác thì con tôm chúng ta nó mới có sự sống sót. Đó là cái đầu tiên về lấy nước. Thứ hai, nếu chúng ta lấy nước vào mà màu nước nó có cái hiện tượng là đục hoặc là xanh thì chúng ta cũng phải làm bớt nước, đừng cho nó đục quá và không có được xanh nước quá. Thì đục nước thì chúng ta dùng những sản phẩm lắng tụ nhưng mà nó hơi tốn kém, không sao cả, các anh chị để vài ngày thì nước nó cũng lắng nó trong. Và các anh chị có thể là cắt cái tảo đi, nếu như khi đưa vào ao có một lượng tảo lớn thì cắt tảo cũng đơn giản. Các anh chị dùng đồng xuống phát chẳng hạn, 1 ký các anh chị có thể đánh cho 1 hecta để nó cắt hết cái tảo trong ao nuôi, và là tảo độc để giúp cho tảo tốt nó sinh sôi nảy nở lên. Rồi bước tiếp theo, khi làm sao để các anh chị thả tôm cho nó hiệu quả, thả tôm thiên nhiên thì thông thường các anh chị thả ra thì cái tỷ lệ sống sót nó rất là thấp, vì các anh chị mua giống rất là rẻ tiền. Theo Huy thì các anh chị hãy mua con giống thật tốt, không cần phải mua rẻ, tốt nhưng ít thôi, không cần nhiều. Mật độ thả nuôi thì các anh chị có thể là thả 5 đến 10 con trên 1 mét vuông, rất thấp vậy thôi. Nhưng khi tôm đem về các anh chị hãy làm một cái lồng nhỏ, và cái lồng này bằng bạc thôi, cắm xuống dưới hồ, một khoanh tròn khoảng đường kính khoảng 10 mét chẳng hạn, và thả tất cả tôm của mình vào đó. Các anh chị có thể mua một cái máy sục khí nhỏ nhỏ, sục khí trong hồ cá đó các anh chị, có thể dẫn xuống cái bộ hồ nhỏ đó và đổ cho nó đủ lượng oxy trong ao, và các anh chị thả tôm vào thì sự sống sót trong ao rất, tôm nó sẽ rất là tốt. Các anh chị hãy cho tôm mình vào đó và cũng mua thức ăn công nghiệp các anh chị cho tôm mình ăn, và ít nhất trong vòng 10 ngày thì đó là sự sống sót của tôm cũng như là sự phát triển tôm rất là cao. Và từ đó các anh chị 10 ngày sau các anh chị cứ vào là dỡ cái bạc đó ra và tôm nó tự bơi ra ngoài thiên nhiên bình thường thì cái khả năng sống sót rất cao và tỷ lệ sống sót sẽ rất cao. Huy nghĩ rằng lên đến 80% tỷ lệ sống sót trong cái khu nuôi của mình. Nếu các anh chị nào mong muốn có được cái lọ tôm tốt, hãy liên hệ với Huy. Huy sẽ giúp cho các anh chị bắt được con tôm tốt đó. Hiện nay con tôm tốt trong để mà thả quảng canh đó là con tôm sú Mona. Nó sống với một cái thể trạng sức đề kháng rất cao, sức tăng trưởng không thua gì con tôm thẻ chân trắng. Để các anh chị thả xuống ao nuôi với một cái cách Huy chỉ như vậy thì các anh chị sẽ thành công cao hơn cái việc các anh chị làm truyền thống như xưa nay. Có những ao nuôi làm truyền thống thả xuống rồi 50 ngày sau ra vớt không còn con nào, tại vì địch hại nó ăn hết rồi. Rồi các anh chị lại tiếp tục thả thêm một lứa nữa, rồi nó lại ăn nữa. Cho nên cả một năm có thể một khu nuôi 1 hecta các anh chị lợi nhuận được 50-60 triệu thì nó quá ít. Chính vì vậy mà chúng ta hãy thay đổi cách làm như Huy hướng dẫn. Còn anh chị nào cảm thấy điều mình làm nó còn vướng mắc, còn khó khăn, hãy liên hệ với Huy hoặc kết bạn với Huy thông qua số điện thoại 0913753035. Huy sẽ giúp đỡ cho các anh chị nhiều hơn nữa để giúp cho các anh chị thành công. Thì cái video tiếp theo để mà chăm sóc trong suốt quá trình nuôi thì Huy cũng sẽ hướng dẫn thêm cho các anh chị trong video tiếp. Và hy vọng video này cũng giúp ích một phần nào đó trong cái việc nuôi tôm sú thiên nhiên để mà thành công. Xin chúc các anh chị và các bạn có một kiến thức tuyệt vời trong video này. Các bạn nên có thể là comment nếu điều này nó hay, hãy share về cái Facebook, hoặc là có thể là bấm subscribe kênh trên YouTube của Huy để các anh chị có thể là xem video thật là nhiều những kiến thức Huy chia sẻ với các anh chị. Mong rằng các anh chị sẽ thành công với công việc của mình. Mong cho các anh chị có cuộc sống thật là tuyệt vời và thật là nhiều năng lượng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo.